Bị khen hả? Bánh thua dở quay quá trời luôn hả? Khen nó đọc như vậy thì sao? Hồi nãy mà đánh gì là ăn rồi. Nó đâu qua đâu, nó đánh gì tới qua lên. Khen bây giờ mới nổi lên. Giỡn qua ai chứ ta? Giỡn nổi lên giáo tròn dứt đầu. Sưng hả? Sao? Cái núi đó là cái giọt chính vô hả? Cái cầu mà đập mạnh lắm. Cái cầu quá hả? Wow. Không phải nó ghét mình lâu lắm rồi. Nó quen cho em rồi. Mấy lần chọc nói với vợ nó cơ hội. Nó dạo qua trước nghe nha. Vợ nó chưa qua cái lần hỏi nó tình yêu màu gì nó trả lời được. Để anh tình yêu gì. Đen hoặc màu đen. Màu đen bất cứ màu gì. Hỏi nó, hỏi con trả lời. Cái nhà. Hỏi sao đen đẩy yêu nó mắt không ơi. Trời ơi. Hay quá. Khổ quá đẹp luôn. Đây nha. Ok, thành công. Tôi sẽ nói nó tình yêu màu gì. Từ rồi, nhím nhím rồi. Đó đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.